Hi. Dạ. Xin chào Trang Trần. Dạ. Hôm nay Phước Sửu và Trang Trần đang có mặt tại một dự án khá đẹp của Bình Dương, phải không Trang Trần? Dạ đúng rồi. Trang Trần có thể là chi tiết hơn cho mọi người biết cái vị trí của mình đang đứng tọa lạc tại đâu? Vâng, xin chào các bạn, chào anh Sửu. Mình đang đứng ở đây là tại vị trí của dự án Phước Đi Mỹ Thao tại chợ Bình Phước B ở Thuận An, Bình Dương. Và đây là một cái dự án rất là đẹp, xây dựng theo phong cách châu Âu và có tổng cộng chỉ có 60 căn giới hạn thôi. Bây giờ là Phước Sửu và Trang Trần cùng đi xem thực tế bên trong dự án này ha. Vâng, xin mời. Trang Trần ơi, ở đây thì có khoảng bao nhiêu căn nhà phố và shop house và tổng quy mô ở đây như thế nào ạ? Tổng quy mô ở đây là có tổng cộng là 60 căn. Mình có dãy A, dãy B, dãy C và dãy D, có 4 dãy. Thì ở dãy B á, mình có 9 căn shop house và dãy A mình có 4 căn shop house. Đúng rồi, tuyệt vời. Thì ngày hôm nay Phước Sửu và Trang Trần sẽ đưa ra những lý do mà thuyết phục cho khách hàng lựa chọn nơi đây là một nơi gọi là đầu tư an cư lạc nghiệp, không? Nơi đây là nơi là lý tưởng để cho khách hàng mạnh tay chi tiền và sở hữu những cái căn shop house và nhà phố tại nơi đây. Yeah. Cái vị trí mà gọi là cái tâm điểm đầu tiên đó là vị trí. Thì Trang Trần có thể là chi tiết cho mọi người biết được cái vị trí mà cái kết nối của cái dự án Phước Điền Midtown này được hay không? Dạ, ở đây là một cái vị trí rất là thuận lợi. Các bạn bước ra hai bước là các bạn đã gặp chợ Bình Phước B. Ở đây là các bạn muốn mua gì cũng có. Yeah. Đi từ Sài Gòn lên đây thì chúng ta có tới hai con đường kết nối. Hai con đường luôn. Đúng rồi. Yeah. Thứ nhất là con đường quốc lộ 13, thứ hai là đường DT 743. Yeah. Đó. Và ở vị trí này rất là một cái vị trí rất là thuận lợi. Cách cướp mắt chỉ có 15 phút. Cướp mắt nhưng 15 phút. Vâng. Yeah. Đó. Nó như Trang Trần ở đây là chẳng khác nào một bước chân mà ngàn tiện ích. Nơi đây là một cái thành phố gọi là Thuận An, Bình Dương. Là một nơi là thành phố Bình Dương là một nơi GDP đầu người hiện tại là cao nhất tại Việt Nam. Dạ đúng rồi. GDP của Bình Dương ha. Đầu người của Bình Dương là cao nhất tại Việt Nam, 48 triệu đồng một người. Mức thu nhập và coi như là cơ bản của bình quân của người dân Bình Dương cũng được cải thiện khá rõ rệt là trong thời điểm hình này. Nó là một cái vị trí kết nối cực kỳ thuận tiện. Và một cái mà tâm điểm thứ hai mà Phước Điền Midtown muốn mang đến cho quý anh chị đó là một cái tiện ích. Như mọi người thấy là cái lòng đường ở đây là đến khoảng hơn 10m, 12m. Lòng đường 12m. Đường đây là 12m ạ. Đúng rồi. 12m và lề mỗi bên 2m nữa. Đúng rồi, ở đây thì xe hơi tránh nhau thoải mái. Và một cái điều đặc biệt là ở đây chủ đầu tư khá chỉnh chu và bài bản. Tất cả ở đây là cơ sở hạ tầng điện nước âm hết toàn bộ. Có những cột chiếu sáng đầy đủ phong. Và rồi, một điều đặc biệt ở đây là tất cả cái vỉa hè ở đây được lót đá tự nhiên. Đó là một cái tâm điểm đầu tư khá thuận lợi cho những dự án mà gọi là thấp tầng tại nơi đây. Và một cái điểm mà mọi người thấy rất là đặc biệt là chúng ta thấy cây lộc vừng ở xung quanh đây. Cây lộc vừng là cây mà mang lại coi như là sự phồn thịnh, may mắn. Và nhiều tài lộc cho đến quý vị nếu mà chúng ta sở hữu một căn nhà ở đây. Đúng rồi, nói đến tiện ích thì mình không quên nói đến những cái tiện ích dành cho trẻ em và người lớn. Thì những cái tiện ích trẻ em ở đây thì giống như là những cái công viên gọi là những cái trò chơi cho trẻ em ở nơi đây là đã được tích hợp trong khu dân cư luôn, phải không chị? Vâng. Đấy, đây thì là cái khu vui chơi của trẻ em. Một cái khu vui chơi thì các bậc phụ huynh sẽ dắt con em ra đây chơi. Và có rất là nhiều trò chơi ở đây cũng như là hóng gió vân vân. Một cái sự kết nối cũng như là cư dân sẽ có một cái nơi để mà kết nối với nhau. Đúng rất rồi, là thân mật đó. Bây giờ là cái tâm điểm thứ ba mà Phước Sửu muốn nói đến là cái lý do mà để lựa chọn Phước Điền Midtown. Đó là nói về pháp lý đúng không chị với Trang Trần? Dạ đúng rồi. Pháp lý của dự án là như thế nào rồi? Và dự án đã triển khai tới bao nhiêu phần trăm thì Trang Trần có thể chia sẻ cho mọi người được hay không? Dự án mình đã hoàn thành, ở ngoài là hoàn thiện mà ở trong là xây thô, mỗi căn đều có sổ hồng riêng. Đã cầm sẵn sổ luôn rồi. Sẵn sổ cho quý khách hàng sang tên là một cái rụp là xong. Không phải như các dự án khác là các dự án là bị vướng pháp lý phải chờ sang sổ, chờ ký vân vân vân. Đã có cái 1/500. Rồi, 1/500 gọi là pháp lý ở đây là chuẩn chỉnh 1/500 và đã có sổ hồng từng căn. Hơn rất là nhiều dự án khác ở nơi đây rồi.
Và một cái tâm điểm nữa mà Phước Sửu muốn là đưa đến cho quý anh chị, Phước Điền Midtown là một cái dự án gọi là với một cái phong cách thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Phong cách gọi là bán cổ điển. Nhìn những ngôi nhà ở đây này giống như là thêm một cái phong cách châu Âu phải không chị? Chị lạc vào một cái khu nhà phố của những cái người gọi là địa vị trong xã hội. Ở giống như tầng thượng lưu ấy ạ. Đúng rồi, chính xác. Nguyên một cái khu chợ này thì chưa có một cái ngôi nhà nào khang trang hay là một cái khu phố nào khang trang như ở đây ạ. Có rất là nhiều cư dân ở đây, người ta tài chính tốt nhưng mà người ta chưa có một cái khu phố mà cho nó sang trọng. Và chính đây xác. Là một cái nhu cầu rất là lớn ở đây. Chính xác. Một cái tâm điểm là cái gọi là cái lựa chọn là thứ 6 mà Trang Trần với Phước Sửu muốn đến đưa đến cho quý chị khách hàng, mặc dù đã có sổ hồng rồi nhưng mà có một cái chính sách bán hàng cực kỳ chuẩn luôn, rất là hỗ trợ cho khách hàng thời điểm này đó. Thì Trang Trần có thể chia sẻ cho mọi người nắm rõ được cái chính sách mới nhất và chủ đầu tư muốn là đem lại những cái lợi nhuận cho khách hàng được hay không? Dạ, chúng ta có chính sách thanh toán rất là thông thoáng. Chúng ta có tới 3 chính sách thanh toán. Chính sách thứ nhất là thanh toán trong vòng 12 tháng. Rất là thoải mái. Rất là thoải mái. Bao nhiêu phần trăm thì mình có thể nhận nhà? Thanh toán 30% là nhận nhà. Và phương án thứ hai là chúng ta sẽ thanh toán trong vòng 3 tháng thì chúng ta được chiết khấu 2%. Và chúng ta thanh toán trong vòng 6 tháng thì được chiết khấu 1%. Và khi thanh toán 30% cho tất cả các phương án chúng ta được nhận nhà. Quá tuyệt vời. Ở đây có đến 6 yếu tố mà quý anh chị có thể là muốn sở hữu ngay cái Phước Điền Midtown. Nhưng mà cho Phước Sửu hỏi là một cái chủ đầu tư làm đây một cái khu dân cư đẹp như vậy, họ là ai và họ đã tài tình và đưa ra những cái sản phẩm gọi là độc bản tại Thuận An Bình Dương như vậy, thì Trang Trần có thể là chi tiết về cái chủ đầu tư này để cho mọi người nắm rõ được hay không, và họ đó từng triển khai những dự án nào rồi? Chủ đầu tư mình là chủ đầu tư Phước Điền. Và chủ đầu tư này họ đã thành công với một dự án nhà phố Phước Điền Citizen với 95 căn vào 2020. Quá tuyệt vời, đã đưa vào sử dụng hết rồi. Thì có đến 7 yếu tố mà quý anh chị có thể chọn lựa nơi đây là một nơi gọi là đầu tư. Nhưng mà mọi người chưa biết được sản phẩm mà Phước Điền Midtown bây giờ là tung ra là sản phẩm với diện tích và giá như thế nào, thì bây giờ là chị có thể là nói sơ qua về cái dòng sản phẩm mà Phước Điền Midtown này á, là với cái diện tích như thế nào và mức giá như thế nào vậy chị? Với cái diện tích là 5x12 thì mức giá là từ 3.9 trở lên. Một mức giá khá mềm á chị ạ. Với cái nhà chuẩn 50x12 thì mức giá 3.9 tỷ chưa về, nhưng mà chúng ta có một cái chính sách khuyến mãi và quà tặng rất là tốt, tổng cộng lên đến 7%. Đó, cho nên là sau khi mà chúng ta nhận được quà thì chúng ta thanh toán nó sẽ ít hơn 3.9 mà đã bao gồm về. Cái phần quà đó gần như là mình có thể là trọn vẹn được, mình có thể là một cái là cái cách thiết kế nội thất trong nhà luôn rồi đó chị ạ. Khá thuộc luôn. Nói đến mà Phước Điền Midtown là một cái dự án khá đẹp, gọi là một cái tâm điểm của cuối năm này. Gọi cái cụm từ Phước Điền Midtown nó đang là nổi trội luôn đó chị ạ. Chắc là quý chị mà muốn sở hữu nó thì hãy liên hệ ngay cho Phước Sửu hoặc chị Trang Trần nha. Với cái số hotline bên dưới để Phước Sửu và Trang Trần sẽ cung cấp đầy đủ những cái thông tin để cho mọi người lựa chọn một cái sản phẩm đầu tư cực kỳ hấp dẫn trong thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.